Xin chào tất cả các bạn học sinh khối 11. Hôm trước thầy cô đã hướng dẫn các bạn ôn tập về bài tập điện trường và cường độ điện trường từ sức điện. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập tiếp tiết thứ hai về điện trường và cường độ điện trường. Trong bài này cô chia thành hai phần. Phần thứ nhất là lý thuyết trắc nghiệm về điện trường và các vấn đề liên quan. Và phần thứ hai chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập lại các cái bài tập của điện trường và cường độ điện trường. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần một lớn trắc nghiệm. Câu 1. Điện trường là gì? A. Môi trường không khí bao quanh điện tích. B. Môi trường chứa các điện tích. C. Là môi trường dẫn điện. Hay D. Là môi trường bao quanh điện tích và gắn liền với các điện tích, tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó. Thế thì ở đây trong bài này chúng ta sẽ chọn đáp án đúng nhất, đó là đáp án D. Đây là định nghĩa về điện trường. Câu số 2. Điện trường đều là điện trường như thế nào? Điện trường đều là điện trường mà cường độ điện trường của nó A. Có hướng như nhau tại mọi điểm. B. Có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điểm. C. Có độ lớn như nhau tại mọi điểm. D. Có độ lớn giảm dần theo thời gian. Như vậy thì cái câu này đúng nhất, chúng ta sẽ chọn đáp án B. Điện trường đều là điện trường có hướng và cường độ như nhau tại mọi điểm. Và điện trường đều này được biểu diễn hình dạng là những đường thẳng song song và cách đều nhau. Điện trường đều thường có trong cái khoảng không gian giữa hai bảng kim loại tích điện trái dấu nhau, hoặc là thường xuất hiện trong lòng của một cái nam châm hình chữ U. Chúng ta chuyển qua câu số 3. Cho một điện tích điểm Q âm, điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều như thế nào? Nếu mà một điện tích điểm Q âm thì nó sẽ gây ra điện trường tại điểm M, mà vector cường độ điện trường này sẽ hướng về phía Q âm. Đây là vector E. Còn nếu điện tích Q là dương, nếu điện tích Q là dương thì nó sẽ tác dụng cường độ điện trường lên cái điểm M, sẽ làm một cái vector E hướng ra ngoài như thế này, hướng ra xa Q. Vậy cứ nhớ cho cô, nếu điện tích điểm Q mà âm thì vector cường độ điện trường hướng lại gần phía Q, còn nếu điện tích Q mà dương thì vector cường độ điện trường sẽ hướng ra xa Q. Và do đó thì câu này chúng ta sẽ chọn đáp án, đó là đáp án A. Câu 4. Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi một điện tích Q âm tại một điểm trong chân không là công thức này như chúng ta đã học: E bằng K nhân giá trị tuyệt đối của Q chia cho epsilon nhân với R bình phương. Và trong chân không thì chúng ta coi cái epsilon này bằng 1. Các em có thể viết epsilon hoặc là không cũng được, chúng ta để là R bình. Tuy nhiên thì ở đây cái điện tích Q của mình nó bị âm, mà E phải là một giá trị dương, trong khi các cái công thức ở bốn cái đáp án ABCD của chúng ta không có dấu giá trị tuyệt đối. Vậy thì chỗ này chúng ta phải phá trị tuyệt đối ra. Kết quả chỗ này sẽ bằng K nhân với, bởi vì cái Q này của chúng ta là điện tích âm thì chúng ta phải đưa cái dấu trừ ra trước. Chúng ta đưa dấu trừ ra ngoài này. Và chỗ này nhân với Q chia cho R bình phương. Vậy thì kết quả công thức của chúng ta ở đây, chúng ta chọn đáp án B. K ở đây chính là bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhé. Còn cái dấu trừ này chính là dấu trừ của biểu thức. Dấu trừ này kết hợp với cái Q âm này nữa cho chúng ta ra giá trị dương, và lúc đó sẽ làm cho E dương. Bởi vì các cái giá trị độ lớn K và R này luôn dương rồi. Câu số 5. Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây ra bởi một điện tích điểm không phụ thuộc vào yếu tố nào? A. Độ lớn điện tích thử. B. Độ lớn của điện tích điểm đó. C. Khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó. Và D. Là hằng số điện môi của môi trường. Thì ở trong bốn cái đáp án này chúng ta sẽ thấy rằng có một đáp án mà độ lớn cường độ điện trường được gây ra bởi một điểm không phụ thuộc vào, đó là điện tích thử. Cái công thức tính độ lớn cường độ điện trường được gây ra bởi một điện tích điểm chính là công thức cô vừa viết ở đây. Đây là một điện tích điểm Q sẽ gây ra điện trường tại một điểm M bất kỳ. Thế thì trong cái công thức này chúng ta rõ ràng chúng ta không thấy rằng là cái E này nó hoàn toàn không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích thử Q.
Nó chỉ phụ thuộc vào độ lớn điện tích điểm là Q lớn này, phụ thuộc vào khoảng cách từ điện tích điểm đó đến cái điểm mà ta xét này. Đó, đúng không? Và ngoài ra thì còn phụ thuộc thêm cả hàm số điện mol, nhưng mà bởi vì cái công thức này của cô là cô đang viết epsilon 1. Cho nên cái câu này mình chọn đáp án A nhé. Câu 6. Vector cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều như thế nào? Phụ thuộc vào độ lớn của điện tích thử, phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường, cùng chiều với lượng điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó, hay cùng chiều với lượng điện tác dụng lên điện tích thử tại điểm đó. Thế thì cái câu này đúng nhất đó là chúng ta chọn đáp án C. Vector cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều cùng chiều với lượng điện tác dụng lên điện tích thử dương. Đó, điện tích thử dương. Nếu điện tích thử mà dương, nếu mà cái điện tích, rồi cái câu này chúng ta chọn đáp án C nha. Câu số 7. Trong các đơn vị sau, đơn vị nào là đơn vị của cường độ điện trường? Và chúng ta sẽ chọn đáp án đó là đáp án C. Vôn trên mét. Câu số 8. Trong các hình vẽ sau, A, những đường nào, đường sức điện nào ở hình dưới là đường sức của điện trường đều? Thì như cô vừa nói, đường sức của điện trường đều là những đường thẳng song song và cách đều nhau. Cho nên ở đây chúng ta, trong ba cái hình 1, 2, 3 này, chúng ta sẽ chọn đáp án C. Đây là hình dạng của điện trường đều. Và cường độ điện trường tại mọi điểm là như nhau cả về hướng và độ lớn. Câu B. Hình ảnh đường sức điện nào ở hình vẽ trong câu trên tương ứng với đường sức của một điện tích điểm âm? Thì như chúng ta biết là đối với một điện tích điểm Q âm thì cường độ điện trường, các cái đường sức điện của chúng ta nó sẽ hướng từ ngoài vào, kết thúc ở cái điện tích âm đó. Còn đối với điện tích dương thì các đường sức điện của chúng ta nó sẽ hướng từ điện tích dương ra ngoài xa vô cực. Cho nên ở đây trong ba cái hình này thì cái hình số 2 sẽ là hình biểu thị điện trường của điện tích âm. Câu 9. Trên hình vẽ bên có một số đường sức của hệ thống hai điện tích điểm AB và hãy chọn kết luận đúng. Đây là hình dạng của đường sức trong cái câu 9. Vậy thì nếu cái hình dạng của đường sức điện mà nó có chiều giống như hai cái càng cua như thế này, giống như các cái càng cua như thế này, và chiều của đường sức điện này là hướng từ xa vô cực vào điện tích, vậy thì hai điện tích này chắc chắn phải là hai điện tích âm, bởi vì các đường sức điện của chúng ta nó phải hướng từ ngoài vô cực vào điện tích âm. Cho nên hai cái điện tích AB ở đây đều là hai điện tích âm hết. Bởi vậy cho nên cái câu này chúng ta chọn đáp án đúng, đó là đáp án D. Như vậy là cô đã hướng dẫn các bạn xong 9 cái câu lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần tự luận dạng thứ nhất. Hãy xác định, cái dạng 1 là xác định độ lớn của điện tích điểm, cường độ điện trường do một điện tích gây ra tại một điểm. Câu số 10. Một điện tích điểm đặt tại một điểm có cường độ điện trường là 0,6 vôn trên mét. Lực tác dụng lên điện tích điểm này bằng 2 x 10 4 newton và tính độ lớn của điện tích điểm. Chúng ta sẽ tóm tắt cái này nhanh thôi. Tóm tắt như sau. Đề bài cho cường độ điện trường E bằng 0,16 vôn trên mét. Cho thêm độ lớn của lực điện bằng 2 x 10 4 newton và yêu cầu mình tính độ lớn của điện tích điểm Q. Vậy thì để tìm được độ lớn điện tích điểm Q thì chúng ta sử dụng công thức là E sẽ bằng F chia Q. Được chưa? E bằng F chia Q. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra cái Q của chúng ta sẽ bằng F chia E. Và chúng ta lấy 2 nhân với 10 mũ trừ 4. Chúng ta lấy 2 nhân 10 mũ trừ 4. Các em chia trong 0,16. Và chúng ta thử ra xem. Rồi chia cho 0,16. Kết quả là bằng 1,25 x 10 mũ trừ 3.
U lông. Đấy là chúng ta áp dụng công thức E bằng F trên Q để tính độ lớn diện tích điểm. Câu 11. Cường độ điện trường được gây ra bởi một diện tích điểm Q bằng 5 nhân 10 mũ trừ 9 coulomb đặt tại một điểm trong chân không cách diện tích đó khoảng là 10 cm, thì có độ lớn là bao nhiêu? Bài này chính là một bài yêu cầu chúng ta tính độ lớn của cường độ điện trường do một diện tích điểm Q gây ra tại một điểm. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ tóm tắt như sau. Chúng ta tóm tắt là Q bằng 5 nhân 10 mũ trừ 9 coulomb và đặt cái diện tích điểm này trong chân không ở cái khoảng cách là 10 cm. Cái này kết quả bằng 0,1 m. Chúng ta nhớ phải chia cái R này cho 100 để ra mét đó. Và yêu cầu tính tính cường độ điện trường khi biết epsilon ở đây bằng 1. Đây là môi trường chân không mà, đúng không? Đó. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ áp dụng công thức nào để tính cường độ điện trường các bạn nhỉ? Rất đơn giản, công thức tính cường độ điện trường tại do một diện tích điểm gây ra tại một điểm. Cường độ điện trường do diện tích điểm Q gây ra tại điểm M, tại một điểm. Lúc này nó sẽ là E bằng, chúng ta sử dụng công thức cường độ điện trường do một diện tích điểm Q gây ra tại một điểm, nó là E bằng K nhân trị đối của Q chia cho epsilon nhân với R bình. K lúc này các em sẽ thay bằng 9 nhân 10 mũ 9. Q chúng ta thay bằng 5 nhân 10 mũ trừ 9 coulomb. Chúng ta chia cho epsilon bằng 1 nhân với 0,1. Và cái này chúng ta dễ dàng bấm máy thôi. 9 nhân 10 mũ 9 các em nhân thêm với 5 nhân với 10 mũ trừ 9 chia cho 0,1. Và kết quả nó sẽ ra được bằng 4.500 vôn trên mét. Đơn vị của cường độ điện trường là vôn trên mét. Chúng ta chuyển sang dạng số 2. Tính cường độ điện trường tổng hợp do các diện tích điểm gây ra tại điểm M. Hai diện tích điểm Q1, Q2 đã cho độ lớn bằng trừ 10 mũ trừ 6 coulomb và Q2 bằng 10 mũ trừ 6 coulomb đặt tại hai điểm AB cách nhau 40 cm trong không khí. Tính cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M là trung điểm của AB. Vậy thì đối với cái bài này, chúng ta đã trên cái cơ sở chúng ta đã biết cách làm từ tiết trước rồi. Chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hình ra cho cô nha. Đầu tiên sẽ vẽ hình nha. Vẽ hai cái diện tích điểm Q1. Q1 ở đây của chúng ta là mang dấu âm. Đây là nhìn vào cái dấu âm của nó này. Và Q2 mang dấu dương. Q2 mang dấu dương. Và hai cái diện tích điểm này đặt tại hai điểm AB, chúng ta sẽ dùng thước chúng ta các em sẽ dùng thước đó. Này của cô là nó lại bị lỗi rồi. Chúng ta dùng thước thì chúng ta sẽ kẻ cái đường nối tâm của hai diện tích điểm này lại. Sau đó các em xác định khoảng cách AB giữa hai diện tích, thì ở đây cái Q1 đặt tại A và Q2 đặt tại B với cái khoảng cách AB ở đây là bằng 40 cm. Và tìm cường độ điện trường tổng hợp tại M là trung điểm của AB. Vậy sau đó các em sẽ xác định đến vị trí của điểm M. Xác định vị trí của M. Xong bây giờ chúng ta sẽ phải biểu diễn các cái vector cường độ điện trường do Q1, Q2 tác dụng lên M. Vậy thì cách biểu diễn như sau. Chúng ta hãy tưởng tượng ở M có một điện tích thử Q dương. Ở M có một điện tích thử Q dương. Và điện tích Q1 âm nó sẽ hút cái điện tích Q dương tại M về phía nó. Vậy thì lực hút đặt tại điện tích thử Q dương hướng về phía Q1. Nó hướng về phía Q1. Đây là vector cường độ điện. Đây là vector lực hút F. Và vector lực hút này chính là cùng hướng với vector cường độ điện trường M1 luôn. Cô nhắc lại này. Để xác định được vector cường độ điện trường do điện tích Q1 tác dụng lên cái điểm M này, thì chúng ta tưởng tượng ở M có một điện tích thử dương, luôn dương nhá. Đó.
Sau đó chúng ta sẽ biểu diễn cái lực hút của Q1 lên M. Thì ở đây chúng ta thấy là Q1 nó mang điện tích âm và M mang điện tích dương, cho nên là dương với âm nó sẽ hút nhau. Và do đó cái lực hút của Q1 tác dụng lên M sẽ hướng về phía Q1. Và do đó thì hướng của lực hút chính là hướng của E1 luôn. Tương tự như vậy thì Q2 với lại điện tích Q dương ở M nó sẽ đẩy nhau bởi vì hai điện tích cùng dấu. Vậy thì lực đẩy sẽ hướng ra xa Q2. Và lúc này chúng ta sẽ biểu diễn cái vector E2 này. Sẽ hướng ra xa. Đây là vector E2. Được chưa? Sau khi chúng ta đã biểu diễn được hai cái vector E1 và E2 như thế này rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện cái bước tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ tính đến cái giá trị độ lớn E1, E2. E1 thì chúng ta sẽ sử dụng công thức tính K nhân trị nối của Q1 chia cho cái khoảng cách AM bình phương ở đây. Đó. Thay số chúng ta sẽ thay vào bằng 9 nhân 10 mũ 9 là cái K đấy. 9 nhân 10 mũ 9 xong các em nhân tiếp với cái Q1 ở đây là trị đối của trừ 10 mũ trừ 6. Xong các em chia cho epsilon bằng 1, còn AM ở đây chính là bằng trung điểm của AB. Trung điểm của AB thì đương nhiên cái khoảng cách này nó sẽ bằng một nửa AB, tức là bằng 20 cm, đổi thành 0,2 m. Tính ra 9 nhân 10 mũ 9 nhân tiếp với 10 mũ trừ 6. Các bạn không cần bấm trị tuyệt đối đâu, bởi vì trị tuyệt đối của một số âm hay một số dương đều nó đều ra một giá trị dương. Thế nên chỗ này các em bấm luôn 10 mũ trừ 6 luôn. Kết quả bằng 225.000 vôn trên mét. Tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ tính được giá trị của E2 bằng K nhân giá trị đối của Q2 chia cho đoạn BM bình phương. Và các bạn thay số vào thì cũng vẫn là 9 nhân 10 mũ 9 nhân trị đối của 10 mũ trừ 6, đấy là Q2 đấy, chia cho khoảng cách cũng là 0,2 bình. Và kết quả này nó giống y chang như ở trên, 225.000 vôn trên mét. Vôn trên mét, được chưa? Đấy. Sau khi chúng ta tính được hai cái E1, E2 rồi thì các bạn biết đến cái biểu thức nguyên lý trồng chất điện trường, nó là điện trường tổng hợp tại M là vector M sẽ bằng tổng của hai vector M cộng vector E2. Đến đây chúng ta đánh nhìn vào hình vẽ, chúng ta sẽ đánh giá rằng hai cái vector E1 và E2 này sẽ cùng phương và cùng chiều với nhau. E1 cùng phương và cùng chiều với E2. Vậy lúc đấy cái độ lớn của M, khi biết độ lớn không có vector phía trên các bạn nhé, độ lớn của M này sẽ bằng hai cái E1 cộng với E2 với nhau. Và chúng ta sẽ lấy 225.000 cộng với 225.000. Đó, thì nó sẽ ra kết quả bằng 450.000 vôn trên mét. 450.000 vôn trên mét. Đến đây thì chúng ta sẽ kết luận luôn. Vậy thì cái vector cường độ điện trường M này nó sẽ có hướng như thế nào? Khi hai vector E1, E2 cùng hướng với nhau như thế này thì vector M cũng sẽ cùng hướng với hai vector này và hướng ra xa hơn. Đây cái vector M ở đây các bạn nhé. Đây vector M ở đây. Đây chúng ta sẽ biểu diễn bằng cái vector màu xanh đi. Đó, biểu diễn bằng màu xanh. Đặt tại M và hướng ra xa. Hướng ra xa, điểm M. Nhớ nhá, ở đây cái chỗ này do nó bị chạm, chứ lẽ ra chúng ta đừng có biết chạm nó vào, đừng có vẽ chạm vào. Đây là vector M. Và vector M trong trường hợp này nó sẽ cùng hướng với hai vector M1 và E2 luôn. Rồi, như vậy là đến đây chúng ta sẽ kết luận là vector M sẽ cùng hướng với hai vector E1 và E2 và có độ lớn bằng 450.000 vôn trên mét. Đó, đấy là chúng ta đã hoàn thành xong cái câu số 12. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang câu hỏi số 13. Câu hỏi số 13 như sau.
cho hai điện tích điểm Q1, Q2 có giá trị độ lớn bằng trừ 2 nhân 10 mũ trừ 6 Coulomb và Q2 bằng 3 nhân 10 mũ trừ 6 Coulomb đặt tại hai điểm AB cách nhau 40cm trong chân không. Tính cường độ điện trường tổng hợp tại N cách A 20cm và cách B 60cm. Thế thì trong bài này đầu tiên, bước đầu tiên chúng ta cũng vẽ hình nó ra. Các em vẽ hình này. Chúng ta sẽ có Q1. Đây, Q1 của chúng ta ở đây. Mang dấu âm đặt tại A. Và Q2 dấu dương đặt tại B. Chúng ta sẽ dùng thước, các em sẽ vẽ một cái đường nối tâm của hai quả cầu này lại. Các bạn lưu ý là ở đây do cô không có cái tẩy cho nên là cô vẽ bằng cái đường nét liền, còn chúng ta có bút chì thì chúng ta sẽ vẽ bằng nét đứt, là đường nét đứt nối tâm của hai điện tích này. Sau đó chúng ta sẽ xác định đến vị trí của điểm N. Khoảng cách AB ở đây đề bài cho chúng ta bằng 40cm. Trong khi cái đoạn NA là bằng 20, còn NB bằng 60. Vậy thì N chắc chắn nằm trên đường nối tâm của hai điện tích điểm và nằm về phía A. Đây, N đây. Và Q1 sẽ tác dụng lên cái điểm N này một điện trường. Và chúng ta tưởng tượng ở N này có một điện tích thử dương. Và điện tích dương với điện tích âm Q1 này sẽ hút nhau, cho nên cái vector lực hút sẽ hướng về phía Q1. Và đây chính là hướng của vector cường độ điện trường M1 luôn. Còn Q2 sẽ tác dụng lên N là một lực đẩy. Và cái lực đẩy này sẽ hướng ra xa Q2, hướng về phía xa Q2, về bên trái. Đây là vector E2. Sau khi các bạn đã vẽ được xong cái hình vẽ, xác định được vị trí của N, xác định được các vector E1, E2 thì chúng ta sẽ tính đến E1 xem nó bằng bao nhiêu và tính đến E2 bằng bao nhiêu. Vẫn dùng công thức E bằng K trị đỗ Q1 chia cho cái đoạn này của chúng ta sẽ là đoạn AN bình phương. Cái đoạn AN này là bằng 20cm. Còn cái E2 của chúng ta nó sẽ bằng K nhân với giá trị đỗ Q2 chia cho cái đoạn BN bình phương. Bây giờ chúng ta sẽ thay số vào. Cái E1 kia của chúng ta nó sẽ bằng là 9 nhân 10 mũ 9. 9 nhân 10 mũ 9 nhân với Q1 là trị đối của trừ 2 nhân 10 mũ trừ 6. Chia cho đoạn AN là 0,2 bình phương. Nhớ đổi sang mét nhé. 9 nhân 10 mũ 9 nhân với 2 nhân 10 mũ trừ 6. Chia cho 0,2 bình phương. Kết quả chỗ này sẽ bằng 450.000 vôn trên mét. Ở cái công thức số 2 thì chúng ta vẫn thay 9 nhân 10 mũ 9. Nhưng lúc này chúng ta thay Q2 bằng 3 nhân 10 mũ trừ 6. Chia cho cái khoảng BN ở đây. Lúc này nó bằng 0,6 bình phương. 0,6 bình phương. Và kết quả chỗ này của chúng ta sẽ bằng 3 nhân với lại 10 mũ trừ 6. Thì kết quả chỗ này sẽ bằng 75.000 vôn trên mét. 75.000 vôn trên mét. Rồi, sau khi chúng ta đã tính được hai cái E1, E2, chúng ta viết đến biểu thức nguyên lý chồng chất điện trường. Cái điện trường tại điểm N này, vector EN sẽ được viết bằng hai vector là E1 cộng vector E2. Ta có vector EN bằng vector E1 cộng với vector E2. Đó, cộng với vector E2. Và chỗ này, đến đây chúng ta nhìn vào hình vẽ, chúng ta đánh giá hai cái vector này cùng phương nhưng ngược chiều nhau. Đó, E1 thì cùng phương nhưng mà lại ngược chiều với vector E2. Cho nên cái độ lớn của N ở đây sẽ được tính bằng trị đường đối của hiệu hai cái độ lớn E1, E2 trừ cho nhau. Em có thể lấy E1 trừ E2 hoặc E2 trừ E1 cũng được. Và chúng ta lấy 450.000 kia trừ đi 75.000. Và kết quả ra là 375.000. 375.000 vôn trên mét. Và trong trường hợp hai vector nó
nó ngược hướng với nhau như thế này, thì cái vector tổng là vector n sẽ cùng hướng với vector nào có độ lớn lớn hơn. Thì trong hai cái giá trị e1 e2 này, chúng ta thấy e1 lớn hơn, có nghĩa là lúc đấy cái vector n sẽ hướng theo e1, nó sẽ hướng theo e1 và đương nhiên nó sẽ phải ngắn hơn e1. Đấy là về hướng của điện trường tổng hợp tại n, và độ lớn của n thì chúng ta đã tính được bằng 375.000 vô trên mét ở đây. Và đến đây chúng ta kết luận, vậy vector n cùng hướng với vector e1 và có độ lớn bằng n bằng 375.000 vôn trên mét. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập số 13 rồi nhé. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp bài tiếp theo. Bài số 14. Bài số 14 như sau. Cái bài số 14 này ấy, thì các bạn thấy nó cũng tương tự. Nó cũng tương tự như là cái bài số 13. Cho nên về nhà các bạn chụp lại cái màn hình của bài 14 và về nhà hoàn thành bài tập. Đây là bài tập về nhà giúp cô nhé. Đây là cái bài tập về nhà. Bài tập về nhà đó là bài 14. Còn bây giờ cô sẽ sửa nốt cái bài số 15. Bài 15. Tại hai điểm AB cách nhau 5 cm trong chân không, có hai điện tích điểm Q1 bằng 16 x 10 mũ trừ 8 coulomb và Q2 bằng -9 x 10 mũ trừ 8 coulomb. Tính độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại điểm C cách A và B lần lượt là 4 và 3 cm. Bài này đầu tiên chúng ta cũng vẽ hình ra. Tất cả những cái bài tính cường độ điện trường tổng hợp tại một điểm đều phải vẽ hình. Bởi vì khi chúng ta vẽ hình ra, chúng ta mới biết chúng ta sử dụng cái công thức nào trên hình vẽ cho nó phù hợp với cái bài đó. Đầu tiên vẽ hai điện tích Q1, Q2 ra. Q1 thì mang dấu dương, đặt tại A. Q2 mang dấu âm, đó, đặt tại B. Và cái đoạn AB này đề bài cho chúng ta bằng 5 cm. Và hãy tìm cường độ điện trường tổng hợp tại điểm C cách A và B lần lượt là 4 và 3 cm. Thế thì nếu mà chúng ta ướm thử cái vị trí của điểm C trên hình vẽ này, thì chúng ta sẽ thấy không có giá trị nào, hoặc là không có cái vị trí nào của cái điểm C nằm trên cái đường AB đó, để mà thỏa mãn các cái khoảng cách CA bằng 4, CB bằng 3 cũng như là AB bằng 5. Cho nên trong trường hợp này thì cái điểm C nó sẽ nằm ngoài cái đường thẳng AB. Nếu điểm C nằm ngoài đường thẳng AB thì chúng ta để ý cho cô này, các cái cặp số 5, 4 và 3 là ba cái cặp số đặc biệt, nó sẽ tạo thành một tam giác vuông. Trong đó cạnh lớn nhất 5 cm này chính là cạnh huyền của góc vuông. Cạnh huyền của tam giác vuông. Thì lúc đấy chúng ta sẽ có các cái cặp đặc biệt đó là 3, 4, 5. Hoặc nếu mà gặp một cái bài toán khác mà chúng ta gặp cái cặp 6, 8, 10, hoặc là một cái bài toán khác đó là 12, đó, 12 hoặc là một cạnh nữa là 20, thì cái cạnh góc vuông còn lại sẽ là 400 mà trừ đi 144 sẽ là 256. 16, 12, 16, 20 đó là các cái cặp tam giác, các cái cạnh của tam giác vuông. Thì trong bài này chúng ta sẽ có cái điểm C là nằm ngoài AB và tạo với AB thành một tam giác vuông, trong đó AC bằng 4 và CB bằng 3. Vậy thì C nằm check về phía bên một chút nên là C. Chúng ta sẽ dùng bút chì và thước, chúng ta sẽ kẻ đường AC với BC như thế này. Sau khi xác định được vị trí của C rồi, chúng ta sẽ xác định đến vector E1 do Q1 tác dụng lên C. Thì tưởng tượng ở C có một điện tích dương. Hai điện tích dương Q1 với cái điện tích thử đó sẽ đẩy nhau và hướng của lực đẩy ra xa. Vậy thì đây là hướng của vector E1. Tương tự như vậy thì Q2 là điện tích âm sẽ hút cái điện tích dương ở C về phía nó. Như vậy đây là vector E2. Hai cái vector này, đây vuông ở C,
Và trong trường hợp này thì hai vector M1, M2 chúng ta đã biết chắc nó vuông rồi. Và muốn tìm được vector tổng hợp tại C thì chúng ta sẽ sử dụng quy tắc hình bình hành các em đã học ở lớp 10. Đó là từ đầu vector M1 kẻ một đường thẳng song song vector E2. Và từ đầu vector E2 chúng ta cũng kẻ một đường thẳng song song với vector M1. Hai đường này cắt nhau tại một điểm, nối cái điểm cắt đó với cái điểm C, chúng ta sẽ được vector AC. Vector AC này là đường chéo của hình bình hành. Thậm chí trong bài này nó là đường chéo của hình chữ nhật luôn. Đó. Và bây giờ chúng ta dựa vào hình vẽ, chúng ta sẽ tính được độ lớn của EC là độ lớn tổng hợp ngay. Và từ hình vẽ thì chúng ta đã ra được cái công thức. Đó là EC sẽ bằng, chúng ta sẽ sử dụng cái định lý Pythagore trong căn góc vuông. Chúng ta sẽ tính EC bình phương sẽ bằng là M1 bình. Đây. Chúng ta xét cho một cái tam giác vuông phía trên này. Thì ta sẽ có là cạnh huyền bình phương sẽ bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Tức là lấy M1 bình cộng với cạnh này với cạnh này bằng nhau. Tức là E2 bình. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chỉ đi tính M1, E2 là nó ra được cái EC này ngay. Và các cái bước làm thì chúng ta cũng làm giống như y chang như ở trên. Đầu tiên chúng ta cũng tính cho cô cái M1 ra. M1 vẫn bằng K trị đối Q1 chia cho đoạn AC bình phương. Thay số đi. 9 x 10 mũ 9 nhân với trị đối của 16 x 10 mũ 8 chia cho AC ở đây là 4 cm, tức là đổi thành 0,04 bình phương chia cho 100 nhé. Đó, 9 x 10 mũ 9, 9 x 10 mũ 9 nhân tiếp với lại 16 nhân với 10 mũ 8 mà chúng ta chia cho 0,04 bình phương. Thì kết quả chỗ này sẽ bằng 900.000 vuông trên mét. Đen lộn, 900.000 vuông trên mét. Tương tự như vậy chúng ta cũng tính cho cô cái E2. Nó sẽ bằng K nhân trị đối Q2 chia cho đoạn BC bình phương. BC bình phương. Và lúc này các em cũng thay số bằng 9 x 10 9 nhân trị đối của -9 nhân 10 mũ 8. Chia cho BC là bằng 0,03 bình phương. Và kết quả cái chỗ này của chúng ta nó sẽ ra là 0,03 này. 9 là bằng cũng 900.000 vuông trên mét luôn. 900.000 vuông trên mét. Như vậy thì cuối cùng ở đây chúng ta sẽ nhìn vào hình vẽ, chúng ta đánh giá vì vector M1 vuông góc với vector E2 cho nên cái độ lớn của EC chúng ta sẽ căn bậc 2 hai vế của cái biểu thức này lên. Đó, dùng Pythagore xong căn nó lên. Ta có E1 bình cộng với E2 bình. Và bây giờ trong căn bậc 2 của chúng ta thì bấm 900 nghìn bình phương xong chúng ta nhân với 2. 900.000 bình phương nhân với 2 thì chúng ta sẽ ra được cái cỡ nó xấp xỉ 1279,2 đó vuông trên mét, tức là một giá trị rất lớn. Đó, đó là một giá trị rất lớn. Và lúc này thì chúng ta sẽ tính thêm cho cô một cái tan của cái góc alpha này. Cái góc alpha thì cô gọi cái alpha, gọi alpha là góc hợp bởi, là góc hợp bởi cái vector là EC và vector M1. Đó, để xem là chúng ta phải tính cái góc alpha này ra để xem cái vector EC nó hợp với M1 một góc là bao nhiêu, đấy là hướng của EC đấy. Thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng tan alpha trong cái tam giác vuông M1CEC. Được chưa? Sử dụng tan alpha trong tam giác vuông M1CEC. Nhớ là M1CEC bây giờ lúc này nó đang là hình bình hành và có một góc vuông thì nó trở thành hình chữ nhật. Với cái tam giác nó là tam giác vuông. Và muốn tìm tan thì chúng ta sẽ lấy đối trên kề. Đối ở đây chính là bằng E2 chia cho kề là M1. Và E2 với M1 ở đây là hai giá trị bằng nhau. Vậy thì suy ra tan bằng 1 và suy ra góc alpha lúc này bằng 45 độ. Đấy, như vậy là chúng ta đã biết hướng của EC là hợp với vector M1 một góc 45 độ rồi đúng không? Vậy từ đây chúng ta kết luận luôn. Vậy vector EC sẽ
họp với cái vector E1 một góc 45 độ, một góc 45 độ. Hoặc và từ đây chúng ta kết luận và nó có cái độ lớn, và có độ lớn, và có độ lớn bằng 127.279,2 vôn trên mét, được chưa nhỉ? Hoặc là chúng ta có thể là tính cái góc alpha này, chúng ta có thể tính cái góc alpha này sao cho cái vector EC này nó hợp với cái vector E2 này một góc beta nào đó cũng được. Các bạn có thể tính cái góc beta ở đây, tùy ý nhé. Ở đây cô tính cái góc alpha, được chưa? Đó, ở đây cô tính cái góc alpha. Đấy, như vậy là cô đã hoàn thành xong cái phần bài tập để hướng dẫn các bạn về cái phần điện trường và cường độ điện trường. Và cái bài tập về nhà của cô ở đây chính là cái bài số 14 này nhé. Đấy, các bạn về nhà làm nốt cho cô cái bài số 14. Và bài tập thêm, các bạn muốn làm thêm thì có thể hỏi các thầy cô bộ môn, dạy bộ môn lớp mình nhé. Còn bây giờ video của cô thì đến đây là hết rồi. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở các cái video tiếp theo.